Ok, con nói ba share lại cho mẹ coi. Ok, hy vọng là nó sẽ rõ hơn nha. Hồi nãy nó bị hư hết rồi. Please do it again, because I just started. Ok, sorry mấy anh chị. Cái mạng buổi tối thường là nhiều người dùng quá cho nên nó bị yếu. Cho nên là hy vọng là lần này không có gì. Ok, chào chị Thanh, chào chị Huệ, chào Giang, Giang Thuy, Giang Thùy. Rõ rồi ha, ok. Mới reset làm cho máy nó chạy lại. Ok, chào An Nhiên Đỗ. Nãy có rất là nhiều anh chị em vô mà cái mạng nó bị yếu quá. Ok, vâng, sẽ chờ 1 phút nữa thì mình sẽ bắt đầu tiếp tục nha. Hello Ngọc Trâm. Báo cho anh chị em một tin mừng là Vân đã có tên của những người hồi tối trúng thưởng rồi. Và chút xíu xong cuối cùng cái kho này ha, Vân sẽ đọc cho mấy anh chị nhé. Sẽ đọc cho mọi người. Ok. Ok, rõ rồi. Ông xã Vân kêu vô không được. Không biết luôn. Ông reset cái máy lại đi. Ok rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Mình cũng hơi trễ nhưng mà mình sẽ bắt đầu. Thật ra Vân không có cái bí quyết gì hết. Mấy chị có rất nhiều người hỏi Vân, nhắn hôm qua nay cũng cũng nhiều nhiều tin nhắn lắm, hỏi là Vân làm như thế nào mà con mắt bụp một mí mấy năm về trước mà bây giờ lại 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 to hơn. Mấy chị nhìn nhìn kỹ ha. Trước đây mình có một mí mà bây giờ tự nhiên 2 mí, nào không hay mặt mình không không có dễ mắt. Cái trên là nó xăm ở chân mày, nhưng mà nó to hồi nào không hay. Và nhờ cái máy nâng cơ mấy chị thì hôm nay Vân sẽ nói sơ về đó. Hồi hộp chờ đợi. Vân sẽ nói sơ về là cái hai cái máy mà mình rất là cần trong cái da của mình ha. Phụ nam cũng vậy, phụ nữ cũng vậy, và thậm chí là tuổi teen, có nghĩa là tuổi thanh niên cũng có thể xài được, mấy đứa con của mình cũng có thể xài được. Và cái máy thứ nhất á, là Vân muốn nói đó là cái máy Lumi Spa. Đây là một trong những cái mà Vân chưa bao giờ thấy cái công nghệ tuyệt vời như vậy. Nó hút được tất cả những cái chất bẩn, những chất dơ, những chất nhờn, bụi bặm này kia, nó hút ra hết. Chất chất gì mà make up này kia đó là nó hút ra hết trên cái đầu này mấy chị. Thì khi chút xíu Vân rửa xong á, thì Vân cho mấy chị thấy nó dơ cỡ nào. Mình không ngờ là cái mặt mình nó dơ như vậy á. Và những người mà da mụn á, là cái này xài tuyệt vời luôn, tại vì nó có một cái đầu đặc biệt cho da mụn. Tại sao mình bị mụn là tại vì cái da của mình bị dầu á, rồi ra ngoài cái mình bị bụi bặm nó bám nè, rồi bắt đầu cái tay mình nó khều khều, tay mình dơ rồi khều khều da mặt mình nữa. Da mặt mình nó rất là mỏng, nó rất là nhạy bén, thì khi đó thì nó sẽ nhảy tùm lum hết, thì nó làm cho gì dơ cho nên nó ra mụn. Thì cái máy này nó sẽ giúp rửa cái mặt thật là sạch luôn, và nó có 7 công dụng trong này mấy anh chị. Cái mà Vân thích á là nó khi mà rửa mặt xong rồi đó, nó giúp cho cái da mặt của mình nó săn lên, chất săn chắc lên nữa. Và cái lỗ chân lông á, nó giúp lỗ chân lông khép lại, mịn, rất là mịn, cái da mịn lắm. Khi mà mình xài xong mình cảm nhận cái da của mình giống như da em bé vậy đó, rất là thích. Sạch, cực kỳ sạch luôn, cảm giác fresh, tươi lắm và sạch ha. Đó là cái mà Vân không thể thiếu. Từ hồi mà có em này, giống như Vân xài được hồi tháng 10 chứ gì, là tháng 11 Vân đi về công ty á, thì mọi người nhìn Vân khác và nói ủa Vân Vân sao mà bây giờ nhìn thấy khác quá vậy. Thì Vân nói ủa Vân đâu có làm cái gì ngoài cái này đâu, khác là chỉ có xài cái này khác thôi, còn bình thường thì xài bình thường mà. Thì đây là cái em nhỏ này ha, nhỏ xíu mà có vỏ rồi. Và cái này đây là cái thứ nhì mà Vân nói. Và cũng như vậy Vân hay nhắc đó là càng lớn tuổi thì mình sẽ bị lão hóa, càng bị lão hóa ha, cái da của mình bắt đầu chảy xệ, bắt đầu nhăn, bắt đầu
cảm giác là lỗ chân lông to, bị nám, bị đồ mồi, bị càm nhăn, cổ nhăn tùm lum hết, là nó bị lão hóa. Và khi mà lão hóa đó là cái bình thường thôi, nhưng mà bây giờ khoa học rất là tân tiến, là ra những cái sản phẩm mà có thể chống lại cái lão hóa với chị. Age Lock có nghĩa là công nghệ chống lão hóa, và không những họ giúp mình chậm đi cái tiến trình lão hóa mà họ còn giúp mình trở ngược lại cái tuổi thanh xuân của mình nữa, có nghĩa là giúp cho cái làn da mình hồi phục lại trẻ trung hơn. Ok, tươi tắn hơn, trẻ trung hơn. Thì mấy anh chị cũng thấy là những cái tấm hình của Vân đó, nếu mà ai đã từng thấy mấy cái video của Vân từ hồi một năm về trước đó và bây giờ thì Vân rất là khác mấy anh chị, rất là khác, nhờ cái công này, nhờ nhờ cái em bé Bi này nhờ cái công nghệ chống lão hóa này thì nó giúp cho nâng cái cơ mặt ha. Ở đó Vân có một cái mặt rất là tròn, mấy chị thấy rồi ha, cái hình của Vân á, cái mặt rất là tròn tròn do, và hai cục mỡ có đây và cái đây ha, thì nó nâng được cái cơ mặt đó, là ngay chỗ này nó sẽ săn hơn nữa, cái cổ nó căng và nó mất đi cái càm ở đây, và Vân nâng được cái cơ mắt mấy chị. Cơ mắt là thấy, mấy chị thấy cái mắt của Vân là mắt một mí đúng không, và nó có nhỏ xíu xíu giống mắt mắt Chinese á mắt của những người Tàu đó, có một like đi qua thôi, nhưng mà Vân nâng cái cơ mặt riết rồi á, nâng lên như vậy riết nè, tự nhiên con mắt mình nó to hồi nào không hay luôn. Tới chừng mà dạo gần đây đó, mới có mấy tháng này mình mới phát hiện ra là mình được hai mí và mắt to mới ghê chứ. Thay vì mắt càng già càng lớn thì nó sụp xuống đúng không, càng bị lão hóa nó càng sụp xuống, còn cái này nhờ cái em bé này á giúp cho mình nâng cái cơ mắt lên, thì khi mình nâng cái cơ mắt á thì con mắt mình nó to hơn nữa. Và hồi đó thì dưới đây Vân có một cái nọng ở đây ha, nhăn ở đây, nhưng mà Vân chạy cái máy một thời gian bây giờ cũng mất luôn mà mình không để ý. Hồi đó Vân bị ở đây nữa nè, những cái lần đây ha, và đây có thể chỉnh sửa được cái khuôn mặt của mình muốn như thế nào thì mình có thể làm như thế đó, nó lợi hại như vậy đó. Và cái máy này là cái máy Galvanic Spa, và cái máy Facial Spa đó là ở Mỹ thì nó được FDA nhúng tay vào mấy chị, FDA clear, cho nên rất là lợi hại. Thì hôm nay Vân sẽ làm cho mấy chị thấy một cái demo, thì cái demo này nó sẽ giúp mình ha, nó sẽ giúp mình biết cái cách làm sao để làm cho nó đúng ha, cần chỗ nào, cần nâng cái chỗ nào lên thì nó có thể giúp nâng cái chỗ đó lên ha. Mặt nha, vẫn nói mặt nha ok, vẫn có chị chị Thu Tâm ở đây nè ha. Chị Thu Tâm á là bảy mươi mấy tuổi nha, 73 tuổi à, rất là trẻ luôn. Chị ơi, nếu mà chị có thể lên được á, chị có thể cho tụi em chiêm ngưỡng dung nhan không? hôm nay em có người khách mời đặc biệt nhưng mà em mời không có được. Chị Thu Tâm mà có thể lên được á, chị Thu Tâm bấm giùm em ha, bấm giùm em yes ha, em mời chị lên. Ok, chị Hiền. Đúng vậy, em thấy chị khác biệt. Cảm ơn chị Thùy Dương. Ok, chị Hiền bấm say hi với em cái thì em coi em mời chị lên lại, cái không biết tại sao em không thể mời chị được. Rồi, bên cạnh đó là cái này là cái mà Vân không thể thiếu mấy chị. Cái này là cái không thể thiếu. Hai cái này đã tuyệt vời rồi đúng không? Rất là tuyệt vời rồi. Sau đó xong hết rửa mặt sạch rồi đó thì Vân xài cái này. Cái này là một cái viên viên pearl thôi ha, một cái giọt nước thôi. Nhưng mà nó rất là có vỏ, nó là một cái loại serum, và cái này nó giúp cho tái tạo lại sự đàn hồi của da. Mấy chị biết là khi mình càng lớn tuổi á, thì mình bị chảy xệ ở đây là vì cái sự đàn hồi của da nó bắt đầu nó giảm dần rồi, và nó giảm 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 cho tới khi mà nó xệ nó nhăn và nó xệ xuống đây nè. Thì khi đó đó cái viên này đó nó giúp nâng lên chặt hơn nữa, nâng nâng được cái sự đàn hồi, tái tạo lại sự đàn hồi của da, là làm cho cái da mình chắc chắc hơn. Bởi vì mấy anh chị thấy cái mặt của Vân đó, khi mà Vân cười đó nó cứng lắm, nó săn chắc, nó không có chảy xệ giống như là cái da hồi đó nữa. Và khi mà mình xài cái này đó, mình cảm giác cái mặt mình rất là mịn luôn. Và đặc biệt á là make up á, khi mình xài make up lên ở trên cái này đó là nó dính. Chị ơi, chị không phải say hi ở bên Messenger, chị say hi thẳng vô Facebook luôn giùm em nha, thẳng vô Facebook message luôn nè, chứ đừng có qua Messenger say hi, em đâu có qua bên đó mời chị được đâu.
phải vô trong này và say hi em trong này và đừng có ra thì em mới mời chị lên được. Ok, sao bây giờ Vân sẽ chị Thư Tâm đang nấu ăn hả? Rồi không sao chị. Rồi hẹn dịp khác. Chị có một những câu chuyện rất là hay, bữa nào Vân sẽ mời chị lên để chia sẻ nha. Ok, rồi bây giờ Vân sẽ đi vào cái máy này ha. Hello chị Sương. Và bắt đầu mình làm đẹp để ngày mai mình có party nè. Ngày mai mình có Christmas party hai ba cái luôn, liên tục luôn. Hôm qua mình nói về cái đề tài mà ăn chơi thì ăn đừng có chơi quá đó, sẽ tổn thương sức khỏe. Mình cũng biết nha, cho nên là mình sẽ biết giữ mình không ăn chơi quá. Ok, so trước hết á là Vân sẽ xoa cái mặt mình cho nó hơi ẩm, sau đó thì Vân sẽ xài cái máy rửa mặt ha. Ok, thường thì trước đây mình xài cái Ageless Cleansing Tone thì có thể mình xài sơ chút xíu ha, hoặc là cũng có thể không ha. Để tiết kiệm thời gian thì Vân sẽ không có xài, Vân sẽ đi thẳng vào cái máy rửa mặt này luôn ha. Mặt em có một chút nám ở má, em đang dùng ba bộ sản phẩm trị nám. Ok chị, sản phẩm ba bộ sản phẩm trị nám là bộ gì em? Ok, thường á là Vân chấm một cái ở đây, ok, mỗi cái một chút gì nữa ha, cho mặt nó hơi ỉ ỉ thôi, chứ mình đừng có cho nó ướt quá. Và khi mình bấm bấm cái máy lên á thì nó là 2 phút nha. Có chị hỏi em là bao nhiêu xuân rồi, em 42 chị, 42 rồi đó, U40 rồi đó. Ok, cái máy này cũng có thể nâng cơ ha, mình đi nhẹ nhẹ thôi. Và khi lên tới đây á, mình được nâng nâng được cái cơ mắt nè, kéo thẳng lên đây luôn nè ha, có thể kéo ra hoặc là có thể kéo từ đây kéo thẳng lên. Cái sự khác biệt giữa cái này với những cái máy ngoài chợ đó là cái máy này đó nó không có làm tổn thương da. Tưởng 24 hả? Cảm ơn chị Thu. Nó không có làm tổn thương da là tại vì khi mà mấy chị mà đè mạnh đó thì nó sẽ tự động nó ngưng. Khi nó tự động nó ngưng nó sẽ không có chạy nữa. Ok. Đi ngay chỗ này nữa ha, nó cũng giúp cho giảm được cái nếp nhăn mình nữa đó, và căng được cái da. Chỗ nào mà mình cảm thấy mình cần work on nhiều á, mình cần làm nhiều đó thì mình sẽ đi nhiều hơn xíu nha. Đi nhẹ lên thôi ha. Yeah, cái da mình chỉ cần 3 bộ đó thôi nha, là mình thấy được cái sự khác biệt. Mấy bạn có thể xài chừng một lần là mấy bạn đã thấy được cái sự khác biệt của da rồi. Và nếu như mình tiếp tục mình xài hoài á thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ tốt hơn nhiều. Coi nè, cái mặt của Vân không có nhiều make up xíu xíu thôi, hồi tại sớm đi mall đó. Còn anh chị thấy dơ không? Thấy dơ dễ sợ không? Nó hút hết, đặc biệt là chất nhờn, chất dầu quá, chất bẩn ở dưới da của mình đó, chất bụi á, mình cả ngày mà mình ngoài đường nè, ghê chưa. Nhưng mà ngộ một cái nha, sáng mình ngủ dậy đó, mình chải máy nó vẫn ra dầu. Khi mình ngủ á, sáng cái chất dầu, chất nhờn nó đi ra cái mặt của mình đó, thì mình chải cái máy này mình cứ nghĩ là cái mặt mình tối rửa rồi, đâu sáng đâu có đến nỗi dơ dữ đâu, mà không ngờ nó dơ một cách mình không thể tưởng tượng luôn. Bây giờ mình sẽ thấy được cái da của mình rất là sạch nè. Đó, bây giờ là nó sạch hết luôn. Và cái cảm giác nó mịn. Mình lau cho nó
lấy cái gel ra ha. Ok, giờ sau đó mình sẽ chạy bằng cái máy này ha. Nhớ là tay mình phải ướt ha. Giờ nó có hai loại gel, cái loại Retreat, đây là Vân đang xài cái Garmin Spa nha. Cho các thị trường khác, thị trường Mỹ thì nó có một cái loại gel đặc biệt hơn, một cái là Retreat, một cái là Treat. Cái Retreat á, một cái gel này mấy chị có thể xài hai lần ha, kéo ra rồi bấm thẳng nó ra ha. Cái Retreat á là nó chạy nguồn điện âm, và nguồn điện âm á thì mấy bạn cứng quá. Nguồn điện âm thì nó sẽ đẩy cái chất gel đi xuống dưới lòng da của mình ha. Vì Vân không muốn cắt á, để cắt á thì nó sẽ có không khí vô, cho nên là mình ngắt thì nó hơi khó xíu. Ok, mình sẽ để lên trên, để cái treo trên cái máy ha. Rồi mình sẽ thoa đều hết. Trước khi mình mở máy thì mình sẽ thoa đều hết nha. Mấy chị mà xài cái máy này một tuần á, là hai lần thôi, 2 cho tới 3 lần thôi, tùy theo cái da mình nó chảy xệ cỡ nào đó, thì Vân bảo đảm luôn, bảo đảm là mấy chị thấy được cái sự khác biệt dữ lắm, dữ lắm trên cái làn da của mình. Ok, và nhớ là chạy cái gì trên mặt là phải chạy lên cổ một chút nha. Giờ cái đầu là mình sẽ bấm số 1 ha. Ok, mấy chị sẽ nghe bíp ha. Mình sẽ nâng cái cơ mặt của mình lên, mình nâng 45 độ ha, thẳng lên trái tay. Mình chạy lên như vậy là mỗi lần lên cái rồi xuống, lên cái là xuống là 3 lần. Mình đây là Vân hay nói là đây là cái bằng ủi đó, nó ủi da mặt của mình cho da mặt mình rất là căng và tái tạo lại cái làn da của mình cho trẻ đó. Đây là cái cách Vân làm để nâng cái cơ mắt nè, nâng được cái cơ mắt của mình lên nè, đưa thẳng lên trên luôn. Chị thấy cái mắt của Vân là mắt một mí và có một chỉ thôi, có một cái đường chỉ đi qua thôi, nhưng mà chạy riết mà nó to như vậy đó. Okay. Một ha. Nhớ là kéo lên là mạnh tay, kéo xuống là nhẹ tay. Nâng lên ha. Nhớ là cái chỗ nào mà nhăn nhiều đó là chỗ đó, hoặc là có vấn đề nhiều đó thì mình sẽ chạy chỗ đó nhiều hơn ha. Và nếu mình thường xuyên chạy cái này đó, chạy máy này đó, thì bảo đảm mấy anh chị luôn là cái làn da của mình á, nó Vân đi chậm cho nên nó hơi nó nhanh, làn da của mình á nó sẽ căng lắm, nó căng giống như là có nhiều người hỏi Vân bộ đi căng da mặt hả, bị đi bơm kêu bằng gì, đi sửa da mặt hả,
sữa sắc đẹp á. Thật ra đó, nếu mà ai mà sữa hay là bơm Botox hay là cái gì mà trên mặt mình giả đó, thì cái máy này nó sẽ không có work nha, máy này nó sẽ không có tác dụng nha. Cho nên là mấy chị mà xài sản phẩm này thì để ý nha, ai mà sữa hay là cái này kia là cái này nó không có tác dụng, phải là máy, phải là da thiệt nha. Mình phải đi hơi nhanh tay xíu, mọi người đi vừa nói chuyện thì nó hơi chậm. Và cái này đó là một tuần một lần mình làm chừng 20 phút à, cái giờ của nó tự tự động chạy cho nên cũng có 20 phút thôi. Mình vừa coi tivi mình vừa làm cũng được ha. Chạy số 1 chị, Gavana Spa chạy số 1 nha. Nhớ là trước đây em có cái giáo chân chim với bọc mỡ dưới mắt á, thì em sẽ đi nhẹ ra ha, em sẽ để tới đây ha, là em sẽ giữ chút xíu xong rồi em đẩy nó ra luôn. Thì cái lần thứ nhì đó em sẽ kéo lên thẳng đây để em nâng được cái cơ mắt của em, giữ ở đây chút xíu nghe cái bíp và cái bắt đầu mình kéo thẳng lên. Thì mấy anh chị biết không, mình cứ chạy như vậy đó, tập trung. Nếu mà con mắt mình bị bụp á thì mình tập trung như vậy nè, chạy như vậy nữa ha, xong rồi kéo lên như vậy. Nhớ là đi theo cái cục xương nha, chứ đừng có đi vô sâu quá con mắt nha. Thấy vậy chứ Vân đang chạy chỗ cục xương đó thì nó sẽ nâng được cái cơ mắt. Không tin mấy chị thử chạy một bên thôi nha, chạy một bên thôi thì mình sẽ thấy được. Nãy Vân quên, Vân chạy một nửa bên cho mấy chị thấy được cái sự khác biệt ha. Nửa bên thôi mình sẽ thấy được cái sự khác biệt của da mình rõ luôn, một lần đầu luôn. Nó hay như vậy đó. Giờ cái máy ở Mỹ thì nó hơi khác cái gel thôi, với khác cái tên chút. Thì khi số 1 này xong rồi đó thì mình sẽ lao cái retreat gel ha, cái gel số 1 ha, gel trắng. Nhiều lúc á mình nói là mình không có cần phải chăm sóc sắc đẹp gì hết. Phụ nữ có chồng có con rồi đâu có cần trưng giận để cho ai coi nữa đâu. Không biết có ai có ý nghĩ đó không ha. Đó là Vân trước đây đó, Vân cứ có cái ý nghĩ như vậy đó, nhưng mà thật ra là không đúng. Ok, đây là cái xanh ha, là cái treatment có nghĩa là bây giờ hồi nãy là mình đẩy cái gel đi xuống rồi nè, cái gel âm đi xuống rồi, bây giờ nó hút rồi. Nó sẽ hút được đi sâu xuống 3 lần da của mình, nó sẽ hút được những chất dơ, chất bẩn, và nó làm giúp khép lỗ chân lông ha, nó giúp tái tạo lại làn da, khép lỗ chân lông, săn cơ, giảm nếp nhăn. Ok, mình sẽ thoa cho đều trước khi mình chạy nha. Rồi bây giờ tới mình sẽ bấm số 2. Cái này mình sẽ bấm số 2 ha. Nhớ là cái tay của mình phải ướt nha, mới dẫn được nguồn điện nha. Ok, mấy chị nghe bíp bíp có nghĩa là nó đang work ha. Mình chạy từ từ thôi, chứ mình không có cần. Mình đẩy từ từ thôi, chứ mình không có cần phải đẩy đẩy mạnh ha. Nhớ là Vân có cái bọc mỡ ở đây nè, cho nên mình muốn work on cái bọc mỡ nhiều hơn. Nâng cái cơ nè, nâng cái cơ mắt nè, đẩy lên nè. Mình làm như vậy riết hay làm sao mắt nào nó sụp được. Vừa trẻ vừa đẹp mà không biết nói sao nữa. Nhưng mà mình là phụ nữ, mặc dù có chồng có con nhưng mà mình vẫn phải trân trọng. Người ta nói phụ nữ thành công là như thế nào. Một người phụ nữ thành công á, thì phải nói là ra ngoài đường như bà hoàng, trong nhà trong bếp á, thì là một người nội trợ xuất sắc hả. Điều nói sao quên rồi, nhưng mà đại khái là mình phải là một người làm sao cho chồng mình phải hãnh diện về mình, chứ không phải mà đi ra ngoài đường cái bù xù đầu cổ tùm lum tà la rồi mặt mày thì bơ phờ. Mặt mày thì chảy xệ nám rồi tùm lum vấn đề hết.
thì chồng nhìn biết rồi thấy cũng chán quá phải không? Không mấy chị, đó là lý do tại sao mà sanh ra chuyện đúng không? Nói giỡn thôi chứ mình phụ nữ mình á, mình cần phải phải chăm sóc mình ha, mặc dù mình tuổi có bao lâu bao nhiêu đi nữa cũng phải chăm sóc chứ đúng không? Ai đồng ý với Vân nè? Ai đồng ý với Vân, bấm đồng ý giùm Vân nè. Vân biết trong đây có phụ nữ nhiều không? Mình đi ra ngoài thì phải cho chồng mình phải hãnh diện, ồ đó là vợ của tôi đó, không? Vả lại khi mình trưng diện á, nhiều lúc mình trưng diện cho bản thân mình chứ đâu phải là cho ai mình mới làm đâu đúng không? Đừng có làm việc cực khổ, đừng có bạc đãi bản thân mình chứ đúng không? À, nói hay lắm mà trước đây Vân Vân là người bạc đãi bản thân mình đó. Đồng ý. À, ok. Rồi ai đồng ý với Vân là phụ nữ phải đẹp nè? Ai đồng ý là phụ nữ phải đẹp? No matter what, không cần biết chuyện gì xảy ra. Ok, không cần biết chuyện gì xảy ra, mình phải đẹp. Ok, mình phải tự tin. Tại vì khi mà mình không đẹp á là mình ra ngoài mình rất là nhát, rất là sợ. Giống như cái răng của mình nó bị vàng á, miệng của mình nó bị hôi á, mình ra ngoài mình đâu có dám cười đâu, đúng không? Đâu dám mở miệng ra đâu, đúng không? Rồi bây giờ cái da của mình á, nó không có được đẹp, nó chảy xệ nè, nó lỗ chân lông to nè, rồi nó nhăn nheo nè, ra ngoài đường mình đâu có muốn gặp ai đâu, đúng không? Rồi ai đồng ý với Vân là phụ nữ phải đẹp, không cần biết chuyện gì xảy ra? Ok, phụ nữ phải đẹp, không cần biết chuyện gì xảy ra. Ok, thứ nhất là mình phải cho con mình, chồng mình hãnh diện về mình trước nè, đúng không? Thứ nhì là mình phải 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 tự tin. Khi mà người đẹp á mà ra đường là rất là tự tin đúng không? Mình phải tự tin vào chính mình chứ. Số 2 đã xong rồi ha. À, vừa nói chuyện đó nó xong nhanh lắm. Đồng ý à, chị Minh đồng ý với em ha. Trước đây em không có biết chân dọn đâu. Em chỉ biết đi làm về nhà rồi đi chùa thôi. Ngoài ra không có biết cái gì hết á. Sau khi mà bị ung thư mà nằm trên giường bệnh á là lúc đó là không có biết mình, không có biết chân dọn, không biết gì hết á. Thì tự nhiên mình ngồi mình suy nghĩ mình nói ủa sao mà mình lại bạc đãi mình dữ vậy, tại sao mà lại phải làm để làm gì, rồi lỡ như lúc đó mình ra đi luôn thì mình đâu có biết hưởng lại gì đâu đúng không? Không biết hưởng thụ mà cũng không biết chăm sóc cho mình nữa, tối ngày sống cho chồng cho con không đó, thì thấy nó uổng quá không, rất là uổng nửa cuộc đời đúng không? Thì bây giờ mình sẽ lau cho thật sạch cái này ha, trước khi mình để cái viên pearl lên. Đồng ý. Mấy chị đồng ý với em phụ nữ phải đẹp ha, phụ nữ phải cần chăm sóc mình nhiều hơn đúng không? Đồng ý không? Dạ, không cần biết chuyện gì xảy ra, tại vì á mình ở nhà mình không có đẹp á thì có nhiều khi chồng mình đi ra ngoài so sánh với người khác sao đúng không, cho nên mới có chuyện này chuyện kia xảy ra. Ok rồi. Đó là xong ha, đơn giản vậy thôi. Cái máy này nó nhanh hơn cái máy mới mấy chị, nó nhanh hơn 5 phút, nó tiết kiệm hơn 5 phút ha. Rồi bây giờ đó là Vân sẽ dùng cái pearl ha, đây là cái mà Vân nói nè, giờ Vân sẽ hướng dẫn mấy chị đó cái cách làm sao mà làm cho có kết quả nha. Ok, mình sẽ mở đầu đó, mình sẽ thắp 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 cho đều ha, cho đều hết ha. Mấy chị vô cho đầy đủ nha, gần hết giờ giờ này rồi thì Vân sẽ công bố hả, công bố kết quả hôm qua có nhiều người trúng thưởng lắm. Hôm qua đó là em nói là em cho hai món quà thôi, nhưng mà em thấy mấy anh chị quá là dễ thương, quá là hăng say, ai cũng đưa nhau trả lời hết, cho nên em nói ok chị cho năm cái mà em vừa xong một cái, em cứ nghĩ là khoảng 100 cái comment mình là dữ lắm, lên tới 180 cái comment mình luôn. Cái em nói thôi cho 10 cái luôn nha, cho 10 cái quà luôn. So Christmas mà, phải không? Noel mà. Cho nên mấy chị sẽ chút xíu sẽ biết mình có quà hay không ha. À, là con của Vân chọn nha, không phải Vân chọn, nó là cái người tự bóc cái tên của mấy chị đó. Nó không biết ai hết trơn á, nó tự nó bóc á, thằng con Út á, thằng 14 13 tuổi á. Ok, khi mình tháp 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 cho nó thấm đều hết ha. Bắt đầu mình massage nè. 45 độ nè. À, không biết là chị Hiền có coi hay không ha.
Nếu chị Hiền không có coi thì chị Hiền coi lại nha. Ok, mình sẽ tập trung ha, những người lớn tuổi sẽ tập trung chỗ này nè, chỗ này nè ha, với cái chỗ này nè, chỗ cổ nè. Người lớn tuổi có nghĩa là cỡ khoảng 50, 55 tuổi trở lên á, là đây là cái vấn đề lớn nè. Đây nè ha, đây nè ha, đây nè, và ngay đây. Ok, so cách mình đánh lên nè ha, đánh lên mạnh 45 độ, 45 độ căng nó lên ha, căng nó lên, căng nó lên, căng thẳng nó lên ha. Và mắt nè, đó, mình dùng cái ngón tay giữa của mình nè, mình ủi nó. Và đây là cách ủi lên để cho mắt nâng lên luôn nè. À, hello chị Phấn, nâng lên nè. Hôm qua công nhận vui thiệt cái Facebook Live. Hôm qua Vân không biết nói về đề tài gì để cho mấy mẹ lợi lạc cho mấy anh chị nữa. Cái tự nhiên cái lúc mình ngồi mình niệm Phật cái mình nói bữa nay mình cho đố vui có thưởng đi. À, đố vui có thưởng nha. Xong rồi khi mà Vân lên live Vân cũng chưa biết là đố vui là đố vui cái gì, đố vui ra làm sao nữa. Nhưng mà tự nhiên nó cũng hiện ra cũng vui quá chừng không. Ai muốn Vân chơi lại những cái game này nữa nè. Các bạn muốn Vân chơi lại những cái game này nữa không? Vân sẽ chọn những cái câu khác cho mấy anh chị động não. À, nhưng mà chắc chắn mấy chị sẽ học được cái gì đó trong cái bài game của Vân ha. Nếu mà ai muốn Vân chơi nữa mà anh chị bấm yes giùm Vân nha. Một tuần có thể mình chơi một lần hoặc là hai tuần chơi một lần. Sẽ có quà như vậy đó. Bấm yes nha. Nếu muốn. Còn không muốn thì mình sẽ giải nghệ cái đó. Chơi không phanh thì phải giải nghệ. Ok, đây là cách nâng cơ mắt này ha. Mình sẽ đưa cái cơ mắt của mình lên ha. Ok, đưa cái cơ mắt mình lên. Yes. Ai muốn chơi game nữa thì bấm yes nha. Bấm yes nha. Mình sẽ động não để kiếm cái game gì mà vui để chơi với mấy anh chị nè. Muốn chơi, muốn nữa Vân ơi. Chơi cái game gì mình có thể vừa học vừa chơi ha, vừa lợi lạc cho mình. Ok, so như vậy là mình đã xong cái facial rồi. Bây giờ mình gờ cái mặt mình nó mềm, mình nó mịn, mình nó giống như mặt em bé vậy. Nó săn chắc lên nha. Feel good. Nhớ cái cổ của mình cũng phải kéo một chút xíu nha. Cổ Vân thì chưa có nhăn lắm, nhưng mà cũng phải kéo một chút xíu. Ok, so mấy anh chị ready. Các bạn sẵn sàng muốn biết kết quả không? Ok. Bữa nay ổn quá, Vân mời người khách mời mình mà không lên được. Cho chị chia sẻ cái kết quả của chị. Kết quả tuyệt vời của bộ hai bộ máy này. Ok. Yeah. Rồi, bây giờ ai muốn mình có kết quả, ai muốn mình để coi. Bữa nay sao? Mấy chị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng để sẵn sàng để coi cái tên của mình có hay không nha. Ok, ok, ready. Chờ một phút nha. Tại vì nha, nó làm xong cái nó typing, nó đánh luôn ở trong cái điện thoại của Vân luôn. Cho nên Vân phải lấy điện thoại của ông xã Vân, Vân chụp hình lại rồi Vân đọc lên cho anh chị nha. Và chút xíu Vân sẽ post lên ha. Và ai có tên trong cái này đó là sẽ nhắn cho Vân cái điện thoại với cái địa chỉ nha. Ok, one second. Ok, so ready? Vẫn có danh sách rồi nè. Ok, so I ready? Bấm yes cho Vân nha. Bấm yes. Làm cho hồi hộp chút xíu nha. Bấm yes chút nha. Ready? Bấm yes giùm Vân ha. Ok, mọi người còn nghe Vân rõ không? Còn nghe Vân rõ không? Yes. Ok. Yes. Ok, người thứ nhất á. Rồi Vân thấy nè. Tên lạ lạ không à. Người thứ nhất để coi có trong này không nha. Điện thoại của ông xã không biết dùng. Tu. Gallery. Yes. Rõ, bấm yes trong lúc chờ đợi Vân nha. Vân đang một cái điện thoại của ảnh.
Ok. Rồi, người đầu tiên là tên là Trương Mỹ. Trương Mỹ, không biết Trương Mỹ có trong này không ha? Trương Mỹ, không nghe. À, hello Mỹ Dung. Trương Mỹ, à, không biết Trương Mỹ Dung hay sao. Trương Mỹ, để Vân sẽ confirm lại nha. Trương, người đầu tiên là Trương Mỹ, người thứ nhì là Phương Thảo Võ. Có trong đây không? Ai có lên tiếng nha. Không thấy. Người thứ ba là người thứ ba là Nguyễn Cẩm Hương, Heather. Không có cho hôm qua đâu hết rồi. Nguyễn Cẩm Hương, Heather. Không có luôn ha. Annie Hem Đỗ, Anna Hen hả? Carrie con có bấm trúng tên không vậy con? Sao mẹ động ai lên tiếng đó vậy? An Nghiên hả? Anna Hiên Đỗ hả? Anh Niên Đỗ. Không thấy luôn. Dung Đỗ. Dung Đỗ có không? Không thấy luôn. Wow. Ok. Chi Dương. Chi Dương. Có Chi Dương không? Á là lá. Ngộ nha. Thùy Dương. Thùy Dương có Thùy Dương không? Thùy Dương hay Thúy Dương vậy? Nãy Văn thấy như bạn Thùy Dương trong này à, phải ạ? Đúng rồi chị Thùy Dương nè. À, Thùy Dương, yes. Oh, ok, so chị Thùy Dương. Oh, nãy giờ đọc qua mấy chữ, mấy rồi 6 người rồi đó nghe. Chỉ có một mình chị Thùy Dương à. À, Nguyễn Trâm, Nguyễn Trân hả? Nguyên Trân hoặc Nguyễn Trân gì đó. Nguyễn Trân. Em Mì Nguyễn. Em Mì Nguyễn cũng có luôn hả? À, người cuối cùng là Khôi Nguyễn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 người hết thảy. Khôi Nguyễn cuối cùng. Ok, Vân đọc lại nha. Quét nha. Trương Mỹ, Phương Thảo Võ, Nguyễn Cẩm Hương, Heather, Dung Đỗ, An Nhiên Đỗ, Chi Dương, Thùy Dương, Nguyên Trong, Emmy Nguyễn, Khôi Nguyễn. Ó là la, có một mình chị Thùy Dương à. Ok, chút xíu Vân sẽ đăng cái list này lên ha. Vân để cái list của mấy anh chị đã trúng ha. Rồi sau đó đó là giúp Vân để cái địa chỉ và để số điện thoại, Vân sẽ gửi quà cho mấy anh chị. Mình là người cuối cùng và có tên anh Khôi trong đây. Anh Khôi cũng trúng quà. Và trong 2 ngày nếu mà không ai liên lạc với Vân thì mấy món quà này mình sẽ chơi một cái game khác để sẽ hoặc là nếu mà không có ai liên lạc đó thì 10 món quà này Vân sẽ dồn vô cho các bạn liên lạc. Ok, Vân sẽ dồn vô cho thay vì mỗi một người một món quà thì Vân sẽ dồn vô cho những người mà cuối cùng ha, những người mà đã có danh sách trúng thưởng. Ok, đã có danh sách trúng thưởng mà liên lạc thì sẽ giúp. Trong này có 2 người. Mình sẽ ok, mấy chị có đồng ý và có muốn và chút xíu nữa em cần cái địa chỉ có thể nhắn cho em. Nên chị nghĩ là mình có nên chơi những cái game như thế này once a while, có nghĩa là có thể là 2 tuần một lần hay là 3 tuần hay là 1 tháng một lần không? Để cho mình có thể là học được cái gì hoặc là thay đổi không khí rất là vui. Ok. Ok, Vân sẽ để 2 ngày trên đó ha. Nếu mà anh chị mà nào mà không liên lạc thì các bạn trúng thưởng thì có thể là nhận quà nhiều hơn là expect ha. Ok. Ok. Rồi có ai có câu hỏi gì cho Vân không? Mình over rồi ha. Rồi nói tóm lại đó là cái tất cả các sản phẩm mà Vân vừa dùng xong đó là nó giúp cho kết quả là làm cho da mình khỏe trẻ đẹp ha, nâng được cái cơ mặt ha, và
Dạ, anh chị có thể gửi qua cho Vân cái text message cũng được nha. Text message information của mình cũng được. Và nếu anh chị nào mà có bất cứ câu hỏi gì đó, anh chị cũng có thể liên lạc với Vân ha. 24/24 nếu bận thì sẽ gọi lại. Và sau đó thì Vân sẽ giúp mấy anh chị, nếu mà anh chị muốn, Vân sẽ giúp mấy anh chị đặt hàng với cái giá gốc của công ty ha. Với cái giá gốc luôn, đi thẳng về công ty đặt hàng luôn. Nhưng Vân không có bán ha. Vân không có bán, không cầm gì bán cho mấy anh chị hết. Ok mấy anh chị, và những anh chị nào mà đã trúng thưởng sẽ có quà thì Vân sẽ gửi, tranh thủ bữa nay ngày mai 26 Vân sẽ gửi ra cho tất cả mọi người nha. Sorry Christmas gift bị hơi trễ chút xíu là tại vì mới vừa nghĩ ra cái game này thôi. Và sẽ có nhiều cái game nữa để cho mấy anh chị make sure là tất cả mọi người đều có quà. Rồi, ngày mai mình sẽ không có Facebook Live, có thể là có Facebook Live ăn chơi thôi chứ không có ngồi trực tiếp để nói chuyện tâm sự với mấy chị. Ngày mai ngày mốt mình sẽ không có Facebook Live. Và ngày 26 mình sẽ trở lại Facebook Live cùng cả nhà. Và chúc cho cả nhà có một buổi, một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ với gia đình nha. Và nhớ nha, ăn chơi thì cũng bảo vệ sức khỏe, nên giữ gìn sức khỏe mình chút xíu, đừng có đốt sức khỏe mình quá ha. Ok, Thảo bây giờ mới lên. Ok, rồi, vậy chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc ngủ ngon. Và Happy New Year too. Merry Christmas and Happy New Year. Bye bye.